Trận chiến vào lễ hội lửa đã kết thúc và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đội kháng chiến nhân dân Samurai của Wano. Mặc dù công lớn nhất đều thuộc về các hải tặc, mà đặc biệt là Băng Mũ Rơm và Luffy. Tuy nhiên, chiến thắng là đã thấy rõ và bây giờ chỉ có việc mở tiệc ăn mừng mà thôi, chứ chẳng còn việc gì khác để làm. Tuy nhiên, khoan hay vội mở tiệc, vì trước đó chúng ta nên dừng lại một chút và cùng xem lại coi trận chiến này phe địch và phe ta đã mất mát những gì. Và có bao nhiêu nhân vật quan trọng trong trận chiến này đã bỏ mạng và phải gục xuống như Basil Hawking nhé. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem qua những người đã bỏ mạng ở Wano quốc, hoặc ít nhất là không rõ sống hay chết ở Onigashima nhé. Zoro. Có thể đúng là Zoro chưa chết, nhưng mà để nói thì tình hình hiện tại của anh bây giờ có thể nói là đáng báo động lắm rồi cũng nên. Tình trạng hiện tại của Zoro là đang nằm im để Chopper chữa trị. Và để mà nói thì nó hơi thoi thóp lắm rồi. Lần gần đây nhất được thấy Zoro là ở cháp 1051, khi anh được cho nằm kế Luffy. Trước đó thì kiếm sĩ của chúng ta được Franky đưa đến trong tình trạng không tỉnh dậy nữa. Còn trước đó thì chúng ta đã được biết là Zoro đang phải đối diện với tử thần. Trong một vài giả thuyết xưa, người ta nói rằng khi một người đang trên ranh giới giữa sự sống và cái chết thì họ sẽ tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường. Và theo như linh cảm của người đó thì họ sẽ chọn việc bước tới ánh sáng. Tuy nhiên có sống hay không thì còn phải tùy thuộc vào tử thần. Và với Zoro thì chắc hiện tại anh đang phải chiến đấu với tử thần để tranh giành lại mạng sống cho mình. Và thời gian trong tiềm thức của Zoro chắc là trôi chậm hơn so với thời gian thực bên ngoài. Vậy nên Zoro đã có thể phải chiến đấu với thần chết trong khoảng thời gian khá lâu. Nhưng vì thời gian trôi chậm nên nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Nên nhìn Zoro vậy thôi chứ chắc là anh chàng đang chiến đấu để giành lại mạng sống cho mình đấy, chứ không đùa được đâu. Tuy nhiên mình nghĩ là Zoro sẽ không sao đâu, vì chúng ta đều có thể thấy rằng anh đã trải qua không biết bao nhiêu lần đối diện với cái chết rồi. Nhưng cuối cùng thì Zoro vẫn còn sống đến bây giờ đấy thôi. Thế nên đây có thể là thêm một lần nữa Zoro được thể hiện khả năng sống dài của mình với toàn thể người xem One Piece. Big Mom. Thiệt tình mà nói thì khả năng Big Mom ngủm là nhiều hơn em trai của mụ. Bởi vì sao ư? Đầu tiên có thể thấy Big Mom không phải là hoàn toàn bất bại và mụ vẫn có thể bị chảy máu. Không những vậy, việc bị thanh toán bằng lưỡi kiếm của Lo hẳn là đã khiến cho Big Mom bị nội thương nghiêm trọng. Vì ai cũng có thể thấy rõ là máu me chảy ra từ miệng của mụ nhiều như thế nào. Có thể thấy bên ngoài Big Mom thực sự là một con quái vật cứng cáp với lớp da không thể phá hủy. Mặc dù là mỗi khi vô thức giải phóng Haki Bá Vương thì người ta hoàn toàn có thể xuyên mụ, nhưng ở thời gian bình thường thì Big Mom đúng là một quái vật không thể nào triệt hạ nổi chỉ bằng việc dùng sức mạnh đơn thuần. Tuy nhiên, bằng năng lực đặc biệt của trái OP cùng với sự kết hợp rất mượt mà cùng với Kid, Lo đã có thể xuyên thủng Big Mom bằng sức mạnh mới thức tỉnh của mình. Và ai thì nhìn cũng đều có thể thấy mụ ta bị thương rất nghiêm trọng. Đã vậy còn không được rơi xuống chỗ nào thoáng thoáng để dễ thở hay vết thương thông thoáng, mà lại rớt ngay xuống biển dung nham. Vậy nên nếu như Big Mom không chết vì bị mất máu hay nội thương thì cũng có thể chết vì dung nham thiêu cháy và nướng cho chính cơ thể, hoặc là mụ sẽ chết vì đuối dung nham để mà ngạt thở mà chết thôi. Tuy nhiên đó cũng chỉ là giả thuyết, vì ai mà biết được mụ béo này đang trong tình trạng như thế nào. Tất cả những gì mà chúng ta biết về Big Mom trong bể dung nham ở dưới đó chỉ là một hình bóng phản chiếu mà thôi. Thế nên có thể là Big Mom hiện giờ đang ngoắc ngoải, nhưng cũng có thể là mụ chỉ đang bị ngất xỉu mà thôi, chứ chẳng sao cả. Lạng quạng không chừng Big Mom còn tạo ra được một homie dung nham khi rơi xuống dưới đó nữa đấy cũng nên. Orochi. Đến hiện tại thì sau khi đã được chặt chém vô số lần bởi kẻ địch lẫn đồng minh và rồi dứt điểm bằng một mồi lửa cực cháy dưới lưỡi kiếm cực ngọt của Denjiro, thì có thể chắc chắn 100% là Orochi không còn có thể ngóc đầu lên nổi mà gáy tiếp được nữa đâu, đúng không? Mặc dù là một tên Sugen bù nhìn, chỉ làm trò cho thiên hạ, nhưng phải công nhận là vai trò của Orochi trong trận chiến này là không hề nhỏ đâu nhé. Tất nhiên là không phải công lao to lớn gì, nhưng nhờ cả hắn mà chúng ta mới được biết rằng tên này sống rất đúng với danh hiệu tộc nhân nhà Kurozumi. Vì dù có tiêu diệt đến bao nhiêu lần thì hắn vẫn có thể sống dậy và tiếp tục gây rối như bản chất mà một Kurozumi phải làm. Mà phải công nhận là nếu không có Orochi phá rối thì chắc là Onigashima đã không trở thành một bãi chiến trường thảm khốc đầy mùi thịt nướng và gỗ cháy như thế. Mà thiệt ra tất cả đều là do Kanjuro làm hết, chứ cái mồi lửa bé tí của hắn ban đầu thì có làm được gì đâu. Bởi vậy nói đúng hơn thì phải bảo là tộc Kurozumi đúng là sống dài và thích gây rối, nhưng cũng chỉ biết to mồm la lối thôi, chứ chẳng làm được bao nhiêu hết. Vậy nên cuối cùng, việc Orochi bị bêu đầu bởi Denjiro cũng là điều hiển nhiên. Chứ nếu để hắn sống thì rắc rối chỉ có kéo đến mãi, chứ không bao giờ chấm dứt được đâu. Asura. Nếu đã xem chap 1051 thì chắc các bạn cũng đều đã thấy là không thấy bóng dáng của hồng bao Asura ở đâu cả. Và qua chap 1052 thì có thể thấy là Asura đã sành cỏ rồi,
và như mình nghĩ thì trước đó ông đã không thể sống sót sau màn ôm bom tự sát che chắn cho đồng đội hồi còn ở Chap 1008. Chúng ta đều thấy rằng bom nổ rất to và hoành tráng, và rồi thân xác của Asura nằm xá lai bên cạnh lưỡi kiếm của ông. Những hồng bao khác thì chỉ nhìn thấy Asura với một vẻ mặt đầy kinh hãi, và họ cũng chẳng có nói năng gì hết mà chỉ nhanh chân đi tìm Kanjuro để mà thanh toán mà thôi. Và nếu thực sự ông còn sống thì có lẽ những người khác cũng đã đem ông đến cho Chopper để chữa trị rồi, chứ không phải bỏ mặc Asura lại một đống như thế. Vậy nên kết quả đem lại là khả năng đau buồn nhất đã xảy ra, đó chính là Asura đã không thể chịu đựng được quả bom đó từ Kanjuro. Cũng đúng, vì ăn nguyên trái bom ở một khoảng cách gần như thế thì khó mà sống lắm. Và các hồng bao khác, sau khi định thần lại được cơ thể của mình, thì họ cũng đều đã thấy là Asura hết cứu được rồi, nên mới điên tiết lên mà đuổi đánh Kanjuro như vậy. Chỉ đáng tiếc là giờ này, cửu hồng bao không còn đầy đủ các thành viên nữa rồi. Izo, không chỉ có Asura là người duy nhất không có mặt để cúi chào công chúa Momonosuke ở Chap 1051, mà bên cạnh đó là Izo cũng chẳng thấy tầm hơi ở đâu cả. Hai người mà chúng ta nghĩ rằng họ đang trong tình trạng nguy kịch là Kiku và Kinemon, hóa ra họ chẳng bị làm sao cả, và họ vẫn có thể trở lại để đối mặt với dân chúng, trong khi một đội trưởng hùng mạnh của băng rầu trắng như Izo thì lại chẳng thấy đâu. Và đến Chap 1052 này thì chúng ta đã được hay tin Izo đã chết. Để ôn lại một chút kỷ niệm thì hãy quay trở lại Chap 1036, chúng ta đều có thể thấy rằng Izo lúc đó vẫn không sao, mà anh lại còn rất ngầu nữa. Nhưng còn hai hồng bao khác là Kin và Kiku thì lúc đó thảm lắm rồi, bị cái lũ Usopp không quen chơi cận chiến nên chẳng mấy chốc họ sẽ bị xiềng từ tứ phía mà thôi. Nhưng thật may, Izo đã đến kịp lúc và giải cứu cả bọn, quyết định hy sinh đó lại để cầm chân đám lính của băng quái thú và khiến cho chúng không đuổi theo Usopp nữa. Và thực tình mà nói thì danh đội trưởng 16 của băng rầu trắng không phải là để đùa. Đám vô danh tiểu tốt thì làm gì có chuyện khiến Izo gặp khó khăn trong việc cầm chân chứ. Và rõ ràng là như vậy, khi anh đã dễ dàng hạ gục được hết đám tay sai. Nhưng bù lại thì do quân số bọn này quá đông, nên tình hình Izo ngay sau đó ở Chap 1038 cũng không mấy khả quan cho lắm. Mà nếu không được chữa trị thì chắc cũng không cầm cự được bao nhiêu. Tuy nhiên, đáng lẽ ra Izo đã thoát được thì anh chàng lại quyết định khiêu chiến với bọn Cyberpoor để cản bước chúng nhắm vào băng mũ rơm. Mặc dù trước đó chúng đã quyết định không đụng đến anh, và để trả giá cho việc đó thì Izo đã phải nằm xuống, nhưng bù lại thì anh cũng có thể mang theo một tên đi cùng mình. Và có thể thấy là cú Shigan của tên đặc vụ đã tung ra chính xác vào người của Izo và khiến anh chảy rất nhiều máu. Mặc dù là Maha cũng đã chết, nhưng đổi lại thì Izo cũng chẳng khá hơn. Và như chúng ta đã biết thì Izo đã hy sinh rồi. Lý do mà Izo chết có lẽ là vì anh đã mất khá nhiều máu trước đó khi cầm chân đám vô danh tiểu tốt của Kaido, cộng thêm lần này chơi tất tay với Cyberpoor nữa, nên máu của Izo có thể sẽ chính là lý do khiến cho đội trưởng thứ 16 của băng rầu trắng phải lìa đời. Nhưng bù lại thì tâm nguyện của anh là giữ cho Kiku và Kinemon còn sống để trở thành hiện thực. Luffy, thành thực mà nói thì Luffy hiện tại vẫn còn sống và cậu chỉ nghỉ ngơi một chút sau khi giành chiến thắng trước Kaido mà thôi. Tuy nhiên trước đó, Luffy đã được Kaido tẩn cho hai lần và hai lần đó theo dự Kaido nói là chắc chắn chết. Có thể lần đầu rơi xuống nước, Luffy hên ở chỗ được băng trái tim vớt lên và cứu sống cậu khỏi việc bị chết đuối. Nhưng lần bị đánh bại tiếp theo thì như Kaido nói, Luffy đã thực sự tắt thở. Kể cũng đúng, vì ăn hẳn một đòn chính diện từ sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới thì đúng là không thể nào mà sống nổi được đâu. Nhưng may mắn thay, Luffy đã không chết, mà thay vì chết, cậu lại nhận được một sức mạnh mới, được gọi là năng lực của thần, Luffy thần mặt trời. Và nhờ có năng lực này mà cậu mới có thể đánh bại được Kaido. Rõ ràng là vậy, vì trước đó, bất kỳ đòn tấn công nào của Kaido mà Luffy ăn trọn thì cậu cũng sẽ phải về trời ngay lập tức. Nhưng sau khi chết một lần và thức tỉnh được Nika thì Luffy không còn phải sợ việc bị ăn đòn nữa rồi. Vì với khả năng co giãn siêu khủng khiếp của trái Nika, Luffy giờ đây hoàn toàn có thể chống đỡ được từng chùy của Kaido mà không còn sợ về chầu trời nữa. Nhưng đau đớn là điều hiển nhiên, tuy nhiên là thế, nhưng nhờ có vậy mà Luffy mới có thể toàn mạng mà sống được và chiến thắng Kaido, chứ không thì có lẽ cậu đã nằm im một chỗ rồi. Yasue, thành thực mà nói thì lãnh chúa Yasue đã chết trước khi trận chiến được bắt đầu. Cơ mà nếu không có sự hy sinh anh dũng của ông thì chắc là quân của Luffy không giành chiến thắng được như ngày hôm nay. Bản thân Yasue là một lãnh chúa luôn hết lòng vì dân chúng, mặc dù biết rất rõ là nếu như để lộ thân phận thật sự và để bị bắt thì chỉ có thần chết đứng chờ đợi ông mà thôi. Nhưng Yasue vì đại nghĩa mà đã gạt đi nỗi sợ sang một bên để có thể tạo ra cho quân đồng minh một cơ hội nhỏ nhoi và dẫn đến chiến thắng như bây giờ.
Có lẽ việc ông là người duy nhất còn sống và không bị bắt khi cùng những lãnh chúa khác đi kiếm chuyện với Kaido, thì vì lý do này không có gì hào nhoáng hơn một samurai bằng một cái chết cực kỳ vinh dự và được biết ơn bởi những người yêu thương. Có lẽ là trong suốt đời mình, Yasue phải luôn sống trong hối hận vì đã không thể làm được gì với Kaido, mà thậm chí là lãnh chúa khác đã phải chết trong khi ông vẫn còn sống, nên chắc là không còn gì hối hận hơn việc đó cả. Tuy nhiên cuối cùng thì Yasue cũng đã có thể dùng mạng sống của mình đúng với tư cách của một samurai khi ông có thể đổi mạng của mình để mở ra cơ hội cho quân kháng chiến. Nhờ vậy mà trận chiến đó mới có thể thành công như bây giờ, nên có thể nói rằng cái chết của Yasue đúng là một cái chết cần thiết cho trận chiến này đấy nhỉ.